Thế giới đài xin trân trọng giới thiệu với các bác cái mến đài trên toàn quốc, chiếc đài của hãng Nationa. Con này là Nationa RXC45 màu xanh, một màu mà đây là rất nhiều bác đang tìm kiếm mua. Thì con này là có bác khách hàng bác ấy đặt mua. Con này về trong tình trạng là mới còn nguyên cả hộp này. Không có sách ạ. Xốp thì đầy đủ, không có sách. Đấy. Màu thì nó trong hộp xốp nó rất là đều màu. Đấy. Con này thì độ mới em nghĩ nó phải tầm 97-98%. Nó 100% là không đúng á. Quay nhìn đây. Đây. Rất mới. Xốp xếp đầy đủ. Với kinh con. Xong là thì nghe hay bay đẹp. Và đặc biệt là còn cả hộp này thì sưu tầm giá trị rất cao. Hộp mới lắm bạn đấy. Nó không có sách đâu. Xốp trắng. Đấy. Có nhiều bác bảo em quay video nhìn hoa cả mắt. Thực ra thì em quay video, em lia video rất là chậm. Để các bác xem nó chóng mặt. Đấy, các bác nhìn là màu nó cực kỳ đều màu nhé. Bỏ qua xuống này. Rất đều màu. Cục giữa và hai loa rất là đều màu luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy. Màu cực mềm cực đều. Tìm đến những con này bây giờ thì rất là hiếm. Con này nó hay bị bong nhất ở đây này. Đây là cái lớp mạ này. Nếu mà nó bong đây ra thì rất là phí. Đặc biệt là cái viền này thế. Ba nhìn cái này nó chưa có tí bong chóc nào luôn. Rất mới. Nó có cái dãy đèn nháy ở đây. Tem nó cũng là tem zin luôn ạ. Đấy. Đầu từ sáng bóc. Gần như là ít dùng. Em quay lên đăng tải một video để lưu lại cái chút kỷ niệm về chiếc đài này. Con này nó cả cái đĩa than luôn ạ. Màu xanh luôn. Đây đĩa than màu xanh đấy ạ. Em chưa dọn được. Đấy. Rồi, bây giờ sẽ test ra tính năng của nó cho các bác. Test bằng cassette đấy. Test vào tầm vài phút. Em test luôn con băng màu xanh này luôn. Áo người trinh nữ. Mời các bác cùng thử âm nhé. Em đừng cô đơn.
sao anh lại nỡ đành xa em không dã rời. Dù lời cay đắng từ ly những lần về qua, con đường mình vẫn hẹn ngày xưa. Bước vội thật nhanh, nghe lòng tràn niềm cay đắng. Ướt bờ mi đắng từ ly những lần về qua, con đường mình vẫn hẹn ngày xưa. Bước vội thật nhanh, nghe lòng tràn niềm cay đắng. Em sẽ mời các bác thẩm âm thêm một đoạn nữa nhé. Thank you.
bằng bằng tiếp 2 nó hơi sôi. Những bộ như thế này thì là một bộ combo bao gồm có cả đài, mâm than, đều có hộp xốp cả và giá của nó ở cửa tiền hơn 20 triệu cơ. Đấy. Bác nào quan tâm đến sản phẩm mà độc, đặc, sắc, chất lượng tốt, mới thì liên hệ bên em. Bên em sẽ tư vấn rất nhiệt tình. Bên em là bán đồ sưu tầm có chất lượng và cam kết sản phẩm. Ngoài ra đồ bán đồ cũ nhưng có bảo hành và có ship code toàn quốc. Các bác mua hàng ở bên Thế Giới Đài thì hoàn toàn không phải cọc tiền, không phải giả tiền trước. Hàng sẽ gửi đến tay các bác và nhận hàng kiểm tra thoải mái giả tiền. Đến nơi rồi các bác không ưng, đóng gói gửi lại cho em, không mất bất kỳ một chi phí gì cả. Hàng bán là có bảo hành đồng hành cho các bác. Thế Giới Đài xin tạm dừng phần test cassette của chiếc đài Nationa RX-C45 tại đây. Con này thì nó có cả một combo cả đĩa than, nhưng mà đĩa than em dọn chưa xong. Em test lên để các bác cùng thưởng thức chất lượng của nó. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chúc các bác có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở các video tiếp theo.